Ê, Tư cho cháu về đi à? Vâng ạ. Con đón sữa về rồi. Về bao giờ? Đón về thì bao giờ? Chiều nay. Bé như này nên mà vẫn ngủ này. Hôm nay ngủ say rồi. Từ lúc về nhà bật điều hòa lên thì thích lắm mẹ. Chứ còn con ở bên kia toàn bật quạt thôi ấy. Thế là cháu nó phải đi. Bọn lắm. Bọn Dũng với con nào nó ho cho. Mấy hôm đầu tiên bọn hai mẹ con phải bảo tay. Chiều nay con phải bảo anh Kiên sang đón con với sữa về luôn. Vui về nhà mới chứ sao về đấy mình nghe thế. Thằng Dũng với con Ngọc cũng đối xử như thế thì có mà sống không ở được, không làm sao mà ấy được. Đây ngủ chơi mắt nó đi. Đây đã mắt ngủ rồi. Ngủ rồi thì mắt đi đã ngủ gà thì ai nó xấu là biết hết đấy. Tháng năm dài hãy kề vai ta đi trên con đường ngày mai dấu phong ba. Luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau giữa lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa. Ui, bác ơi bác ơi, anh Kiên đón chị Thư với bé Sữa về rồi bác ạ. Thế à? Vâng ở trong phòng bác ạ. Dạ về chiều nay bác ạ. Yeah. Vâng bác vào xem như bác. Bây giờ bác đi làm về. Ừ, đây rồi. Ô, ê, Tư cho cháu về đi à? Vâng ạ. Con đón sữa về rồi. Về bao giờ? Đón về thì bao giờ? Chiều nay. Chiều nay mẹ. Thế nhưng mà cho về muộn có nên tầm sớm nó nắng. Con đưa lúc 6-7 giờ mà. Nó còn sữa ra này đang này đang ngủ. Bà có cho em không? Đang ngủ. Có chứ. Nè. Để sữa nha rồi. Ôi, đang ngủ mẹ để đấy thôi. Sữa đang ngủ bác ạ. Ôi ngủ năng này chứ. Dậy nè. Ôi dậy. Đang ngủ không biết gì mà mẹ đang ngủ chọc chân lên trời này. Ngủ chọc chân lên trời luôn. Ôi chân ra đây con. Ôi dậy. Đấy là dậy ngủ dậy khoái đấy. Ôi. Bé đang ngủ bác bé. Sữa ngủ còn dơ ngay lên trời cơ. Tưởng như này. Anh thức này mà không dậy này. Đấy. Đang ngủ bác, đang ngủ say rồi bác ạ. Bé như này nên mà vẫn ngủ này. Đang ngủ say rồi. Từ lúc về nhà bật điều hòa lên thì thích lắm mẹ. Chứ còn con ở bên kia toàn bật quạt thôi ấy. Thế là nó phải đi lắm. Bọn Dũng với con nào nó cho. Mấy hôm đầu tiên bọn hai mẹ con phải bàn tay. Quạt tay thì quạt thế nào được? Quạt tay. Lóng như này mà quạt tay mỏi tay lắm. Được mấy hôm thì anh Tuấn anh mang sang cái quạt còn đỡ. Ê, dậy thôi. Mình dậy khóc rồi. Làm học. Dậy này. Đấy. Đấy, dậy nào, dậy chơi. Rồi thì xưa bây giờ lớn nhanh mọi người nhỉ. Cái lúc mà mọi người xem cái video mà đầu tiên ấy thì sữa nó mới đẻ nhỉ. Bây giờ đã hơn 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng rồi. Tháng nó mười mấy ngày rồi gì? Sữa hơn giáo đấy mọi người, bây giờ to này mấy vẫn nhanh vẫn nhanh tháng đấy. Đấy sang 3 tháng là biết nãy rồi đấy. Không sao không bác dậy à? Bác em dậy à? Bác em dậy à? Đang ngủ ngon bác dậy ngủ ngon nên là sữa đang ngủ bác này. Bác dậy bác dậy chân xinh quá anh chân là nhỏ chân nhỏ xinh cực. Anh ngủ thôi. Về nhà có điều hòa còn mát tí. Bên đấy nóng quạt tay thì mỏi tay. Trẻ em mà ngồi bình thường nóng lắm không chịu được. Sang đấy không có quạt đấy. Nên là mình thương mình đón về. Chiều nay con phải bảo anh Kiên sang đón con với sữa về luôn. Vui về nhà mới chứ sang bên đấy mình nghe thế. Thằng Dũng với con Ngọc cũng đối xử như thế thì có mà sống không ở được, không làm sao mà ấy được, không ở được. Nếu là mình về bên đây mình ở thì rất là vui nhất. Chứ còn bên đấy Dũng với con Ngọc nó đang ghét mình rồi, nó đẩy nhiều cái âm mưu nó hạ lại, nó nhận là không ở bên đấy được. Và vợ nhớ đấy, đừng có bao giờ sang đấy nữa về nữa. Vâng. Kể cả như bố có sang đây đón này như nào cũng không về.
đấy. Ngồi chị. Là lúc đấy mà vợ mà cứ đòi về là cháu không sang đấy cho bón về đâu. Không, nếu mà bố có sang, bố bảo vợ như thế nào, bố có thích vợ không về đâu. Nhưng mà chị ở đây sướng hơn chị ạ. Chứ bên kia bỏ nó hành hạ chị con thứ. Bây giờ chị Tư mà về là đưa anh không đón nữa đâu. Sao mà sang đón được. Không sao phải về vợ ở đây chồng chứ. Bây giờ anh sang cái gì ông cũng nói anh các thứ. Đúng rồi. Sang cái gì là nói em anh thôi. Muốn đâu. Mà thấy ông Thắng cũng làm sao ấy. Ông mang tiếng đẻ con gái như con trai mà ông toàn thấy toàn bênh con trai thôi. Đấy bố. Xong ông hắt hủi ông chửi như thế có bao giờ không? Kiểu chồng nam khinh nữ mà. Bố con chỉ bênh mỗi thằng Dũng thôi, chứ còn nó con thì bố con không tin không nghe. Mà rõ ràng là hôm đấy mẹ không biết là anh kia anh về kể cho mẹ nghe chưa, chứ cái con Ngọc với thằng Dũng nó giả tạo, nó còn bưng cơm nước rót cho bọn con đúng lúc bố con đi công tác về, thế là anh kia nó cố tình ấy, thế là con với anh kia cãi nhau bọn nó, nhưng mà anh kia nó tức quá đập bát xuống. Thế từ đến giờ bố con cứ chửi đi chửi lại em nhá. Ghé đấy ghé đấy ghé đấy mới là chửi để bụng mình nó không thích mình nghe, bắt đầu là thích con Ngọc hơn, quý Ngọc hơn, Ngọc cũng là nó lệ lệ nghe như là chứ mặt bác là nó tốt là người tốt. Giả vờ thôi mẹ, chứ còn tốt thì con này mà giả tạo mà nó định bác cái thứ rồi. Con này nó đóng bộ mặt hai mặt nó giả tạo như nó diễn gì vậy, như phim ấy. Rồi. Nó giả tạo thế. Giả tạo thôi. Thế nó bị lừa được, nó bị ấy được chứ. Nó mưu mô lắm mẹ ạ. Xong rồi là nó lúc thì có mặt bố con ở đấy thì nó ngọt thớt với con, rồi nó quan tâm sữa. Nó cứ cháu yêu của cô các thứ này nọ. Nhưng mà ý bây giờ ý này nó cứ làm như thế là Dũng cứ làm sao giờ nó không nghe, nó cứ suốt ngày nó tin vợ nó rồi phải mất nhà đấy, mất nhà tôi không nghe. Nó định vào chồng nó định đấy, mà bây giờ thôi giờ khuyên nó cũng không nghe thôi, đừng có cố chấp khuyên nó làm gì, nó dính vào nó lại tưởng mình phá đám. Dạ, kệ đi, mình khuyên nó cứ bảo mình phá đám đúng cuộc sống của nó, mình bảo mình phá đám cuộc sống của nó không đâu vào đâu. Giờ mình về đây mình sống cuộc sống bình yên thôi, còn lại ở bên đấy thôi mình chẳng quan tâm nữa. Bây giờ nó bảo phá nhà đi, xong rồi nó xây quán, có thật xây quán không, sao là nó lấy cái tiền đấy thì nó ăn chơi. Nó không chơi đâu, nó nói thẳng như con này nó lừa mà. Nhưng mà nó lừa bằng lừa thì thôi. Nhưng mà lúc đấy ông Thắng mà cho nó đập nhà đi rồi nên ở vào đâu. Thì đấy, vậy cho mình nói không nghe đâu. Ông chồng nó còn nói không nghe đâu mẹ ạ, bố con thì cứ bảo là bây giờ là vợ chồng nó đi làm xa thì không có ai chăm bố con. Thế là nó cứ ra các là đầu bố con là bây giờ nó xây ở nhà là nó chăm được bố con, thế là bố con cũng đi theo nó nhỉ. Nó cứ thế thôi, nó cứ bảo là như vậy à, con ở nhà con chăm bố chứ không là bọn con đi làm xa thì ai chăm bố được. Xong rồi nó còn hứa hẹn với bố con là nó làm ở bên đấy nó mở quán ra là nó kiếm được mấy tỷ nó trả cho bố con luôn. Nó mà kiếm được cái gì đâu, nó chỉ lừa thôi. Được cái gì đâu, lừa xong rồi. Đã lừa đảo kinh nhỉ. Mà cái nhà đang ở ngon lành như thế thì phá nhà ra xong quán xá cái má nó không. Bán hàng cái gì? Ý là nó không phá thì à, nó nói phép thế để bác đưa ấy. Bố đưa bố quan lên tiền đi. Nó đang mong muốn là lấy 1 tỷ, hôm nay nó bảo bố con là bán đất ở bên cạnh đi để lấy 1 tỷ cho nó. Để nó là lấy vốn làm ăn. Con mưu mô là thấy cách nọ hay cách kia là mưu mô. Kệ cậy nó ra hả? Kệ cậy nó ra ngủ. Đấy, mẹ vẫn ngủ này. Bạn bè vẫn ngủ. Vẫn ngủ. Mọi người nói chuyện rôm rả. Đêm thức đó mọi người ạ. Đêm thôi hiểu cho con. Đêm quấy. Ngày ngủ nhiều rồi. Ban ngày ngủ rất là ngoan. Cứ đêm tầm 2 giờ sáng là quấy phá liền. Ừ, đến sáng sớm. Cứ chơi đến 5 giờ sáng thôi. Một rưỡi đến năm rưỡi sáng rồi. Em bé thức tầm đó. Ngày nó ngủ như thế này mà. Thỉnh thoảng là ngủ một tí xong rồi lúc sau lại tỉnh lại chơi. Không ngủ sâu. Không ngủ sâu. Vô vỡ một tí là ngủ một tí xong rồi lúc sau lại tỉnh. Đây là ngủ chơ mắt vẫn đi. Đây, mắt ngủ. Ngủ rồi. Ngủ rồi thì mất đi. Ngủ gà. Tháng năm dài hãy kề vai, ta đi trên con đường ngày mai, dấu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua, đến mai này chúng ta già.
bên nhau giữa lưng, ngón tay gầy tóc bạc màu, không bao giờ chia xa. Ngủ gà không? Thư ngủ gà đó. Thư ngủ ngủ gà. Mắt vẫn đang mở mở. Em chặt vào nhìn đấy. Bây giờ cho ngủ trong làm cho ngắm kịp luôn. Không không định. Hở mắt ghê. Người nào nhìn vô kiểu ghê, sợ sợ đấy anh. Đúng rồi, sợ đấy. Kiểu... Để ý nhá. Nó gióng mắt, kia nó gióng mắt thật. Nhưng mà sao con người này cứ đưa, từ cái này đưa sang cái này. Thế ạ? Ngủ ai đi thế ngon. Ôi, nhưng mà con đang ngủ đâu, mẹ không hiểu không? Cái lúc đấy chưa ngủ, lúc đây là nhắm mắt này. Nhưng mà đưa này là mình suy nghĩ, vẫn đang đưa ra, gẩu mắt vẫn chưa ngủ ấy. Khi nào mắt ngủ ấy thì nó đứng nguyên rồi. Đúng rồi, mình vẫn đang nhắm mắt để cố ngủ thôi, nhưng mà vẫn phải đang suy nghĩ, vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ. Đưa. Suy nghĩ cái gì, ai cho suy nghĩ? Nhưng mà suy nghĩ gẩu không vào, mình khó vào giấc ngủ lắm. Mọi người vào giấc ngủ dễ không, nhưng mình vào khó lắm. Mình phải bắt một tiếng. Tiếng bắt đầu mình làm rất đúng. Nhắm mắt được rồi nhưng mà không vào giấc ngủ. Đến khi nhiều khi mình đến đây con cũng khó ngủ ấy, con đến 1, 2, 3, 4 mà vẫn không ngủ đến được. Đến còn bao nhiêu rồi chắc ngủ. Xong lại nghĩ từ khác. Thế chồng bật những cái bài về rồi, ngủ ngon ấy. Bật mình bật cả những cái nhạc ngủ ngon cũng được. Ôi, nói chung là không ngủ các kiểu. Không ngủ đâu. Bật cả điện thoại lên để nhìn cho nó buồn, cho nó mỏi mắt, cho nó buồn ngủ. Nhưng là bây giờ hồi xưa là con làm việc làm việc muộn, cứ đến muộn mà tự ngủ, nó buồn ngủ. Bây giờ là mình kiểu như là trải qua cái thời gian ngủ sớm quá nên mình không quen. Tức là bình thường hồi xưa không được ngủ, tức là mình cầm dọa này mắt ra như này thôi ngủ khắc quá, ngủ luôn là ngủ. Bây giờ ngủ trước thì nó nghe mình muốn ngủ vào cơ thì mình nhắm mắt sâu. Thế thôi. Về bên này có điều bàn ngủ mát ngủ. Bên này cũng ngủ. Ăn nóc chuyện cũng ngủ. Này đứa cả ngày ngủ cũng được, sướng, thích. Mấy đâu? Con gái của ba Kim. Đấy, mấy đâu này. Nãy rất thích tập bất. Tập bất ấy, mà bóp chân này này. Xong là thích lắm. Thích lắm. Chân với tay đẹp lắm. Thôi. Da bắt đầu còn... hồi rồi đấy. Chân bút măng. Chân bút măng, tay bút măng lại chân bút măng. Tay bút măng lại và chân bút măng. Ui, thơm to ăn sợ được. Da mềm mềm. Mềm như da bé mà. Mềm như da bé mà thật. Mềm như da bé này. Con không dám làm mạnh luôn. Phải vút với là nhẹ nhàng. Nhưng mà xưa buồn nhá, nọ mình cù chân mình buồn này. Dạ thôi. cứ động ấy, buồn mà. Buồn. Buồn cả nách ấy. Bây giờ hôm nọ tắm thế là chị kia chị trêu, chị lấy tay chị vút nách cái lần bụng ấy. Và buồn để uốn theo. Hôm nọ mình sờ chân này, thế là thấy co chân là mình cũng buồn rồi. Mấy hôm nữa là bị cái tóc máu, không thì ở nhà tự cắt vậy. Cắt lên mà, lấy kéo cắt không hơ được. Cắt tóc máu là cho lướt qua chứ để cho nhà bọc tóc nhé. Cắt tóc máu để cho nhanh bọc tóc mới cho đẹp. Trẻ em ai thế cũng phải cắt tóc máu. Tóc máu là cái tóc kiểu lần đầu tiên đấy. Cắt đi. May sữa nó không bị cứt trâu đấy, có nhiều đứa chú cứt trâu. Sao mình thấy cái trâu? Hay là nó bé nó chưa bị này? Hay là bị rồi mẹ nhỉ? Đó bé là bị luôn mà anh. Có không, mà. Có bên hàng xóm nhà anh có đứa nó phải đi với đi rồi, đi. Vẫn còn. Bây giờ... Bạn là người nha, mình tắt video để cho sữa ngủ mọi người. Sữa buồn ngủ lắm rồi. Sữa ngủ nói chuyện sợ tức nhé. Đang ngủ rồi. Đấy.